quý vị và các bạn, với mục tiêu thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, những năm qua Agribank Kon Tum đã đẩy mạnh việc thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ điện, nước, học phí, thanh toán qua QR code hoặc sử dụng máy POS, từ đó giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán, góp phần thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt của người dân như trước kia. Bên cạnh thực hiện các dịch vụ thu hộ hóa đơn điện, nước, học phí, Agribank Kon Tum đang là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát triển thêm dịch vụ thu hộ hóa đơn vệ sinh môi trường. Sau một thời gian thực hiện, dịch vụ này đã mang lại lợi ích rõ rệt cho tất cả các bên tham gia là khách hàng, đơn vị đối tác và cả ngân hàng. Thứ nhất là bản thân gia đình là không đi đóng tiền, mất thời gian và trừ qua tài khoản, rất là tiện lợi. Thứ hai là nhân viên thu tiền tới nhà là nhiều lúc không gặp được chủ nhà và người ta tới nhiều lần và cũng gây khó khăn cho nhân viên thu tiền rác. Đó là hai cái lợi ích rất là rõ ràng trong từ tài khoản Agribank. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum và một số huyện lân cận. Thay vì bố trí nhân viên đến tận từng đối tượng khách hàng thu tiền như trước kia, công ty đã hướng đến việc hướng dẫn người dân đăng ký thanh toán không sử dụng tiền mặt. Cụ thể là thanh toán dịch vụ thu hộ vệ sinh môi trường qua Agribank Kon Tum. Có thể thấy rõ một số lợi ích như là sẽ tiết kiệm được đáng kể cái chi phí tổ chức đi thu thông qua hình thức thu tiền mặt truyền thống như trước đây. Cái thứ hai là giúp cho việc quản lý khách hàng, theo dõi công nợ cũng như là theo dõi số lượng khách hàng đã sử dụng dịch vụ được thuận lợi và dễ dàng hơn. Thứ ba nữa là sẽ nâng cao được uy tín của công ty và thông qua việc là tạo được niềm tin cho khách hàng, sẽ biết rõ được là số tiền phải nộp, số tiền đã nộp được công khai rõ ràng trên hệ thống ngân hàng, giúp cho hạn chế được cái tình trạng thất thu hoặc là tình trạng chiếm dụng vốn nếu có. Việc hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ hóa đơn vệ sinh môi trường giữa Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum và Agribank Kon Tum thực hiện từ đầu năm 2021. Do đó, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ chưa được cao. Tính đến thời điểm hiện nay, khoảng hơn 300 khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ qua Agribank. Hiện tại, Agribank Kon Tum cùng với đơn vị đối tác đang tiếp tục thông tin giới thiệu đến khách hàng còn lại để mở rộng dịch vụ trong thời gian tới. Đối với công ty thì hiện nay có khoảng hơn 20.000 khách hàng sử dụng dịch vụ. Do đó thì phương hướng chung của công ty cũng như ngân hàng là trong thời gian tới sẽ có nhiều biện pháp để vừa hướng dẫn, vừa khích lệ, vừa hướng dẫn người dân làm sao để tăng số lượng sử dụng dịch vụ thu hộ qua hệ thống ngân hàng một ngày càng một lớn hơn. Và theo mục tiêu chung thì sẽ cố gắng phấn đấu từ giờ đến cuối năm được khoảng hơn 1.000 khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ của Agribank. Ngoài dịch vụ thu hộ các hóa đơn sinh hoạt của khách hàng, vài năm gần đây, hình thức thanh toán qua máy POS, tức hình thức quẹt thẻ ATM, đang được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Với hình thức này, khách hàng không bị mất phí, thanh toán nhanh, gọn và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra khi mang tiền mặt đến các ngân hàng. Khi đi chơi, đi ăn, đi uống với bạn bè thì thường dùng quẹt thẻ, thấy nó tiện lợi, nhanh và không cần phải cầm nhiều tiền mặt đi theo. Hiện tại, đã có 26 đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán POS của Agribank Kon Tum, tăng so với năm 2020. Điều này cho thấy khách hàng ngày càng tin tưởng dịch vụ thanh toán POS của Agribank Kon Tum. Tuy nhiên, do Kon Tum là một tỉnh vùng núi còn nhiều khó khăn, nên các đối tác đăng ký tập trung chủ yếu tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi, như thành phố Kon Tum hay huyện Ngọc Hồi. Từ đầu năm đến nay, doanh thu dịch vụ thanh toán POS của Agribank Kon Tum đạt gần 3 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, doanh thu dịch vụ này đạt hơn 5,5 tỷ đồng. Khi tôi sử dụng cái dịch vụ máy POS bên của ngân hàng Agribank thì tôi cảm thấy là dịch vụ chất lượng tốt, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Máy POS là kết nối không dây cho nên là rất là tiện cho vấn đề là di chuyển, thanh toán cho khách hàng, thu hút được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là đối tượng khách hàng là người nước ngoài, những khách hàng không có thói quen sử dụng tiền mặt, giảm thiểu về vấn đề tiền giả
dễ dàng trong vấn đề kiểm soát. Quét mã QR để thanh toán giao dịch không phải là hình thức mới. Tuy nhiên, tại tỉnh Kon Tum, đây vẫn là hình thức chưa phổ biến rộng rãi và chỉ mới được sử dụng trong năm nay. Chỉ cần thao tác đơn giản trên thiết bị điện thoại thông minh, việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn. Các đối tượng khách hàng thanh toán qua hình thức này đa số là các bạn trẻ, cán bộ, nhân viên văn phòng. Thường là đi cà phê với bạn bè thì tôi sử dụng không hình thức sử dụng QR code hoặc là chuyển khoản thanh toán ở dưới quầy luôn. Nếu ở nhà thì quán sẽ gửi mã QR code cho tôi hoặc là cũng dùng luôn cả hình thức chuyển khoản luôn. Tại vì những cái hình thức thanh toán mới này nó an toàn, tiện lợi hơn nữa. Với là tình hình dịch bây giờ thì thanh toán nhẹ cũng an toàn hơn. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tỉnh Kon Tum vẫn đang tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Các hoạt động dịch vụ ăn uống không thực sự thiết yếu được khuyến khích kinh doanh online, ship hàng. Do đó, Agribank Kon Tum cùng hợp tác với các cửa hàng kinh doanh để sử dụng hình thức thanh toán sao cho tiện lợi cho cả người mua và người bán. Hiện tại, đã có 24 đơn vị chấp nhận thanh toán quét QR code qua hệ thống của Agribank Kon Tum. Theo đó, sau khi có đơn đặt hàng, người bán hàng sẽ gửi mã QR qua Zalo hoặc Messenger, còn người mua chỉ cần sử dụng mã QR thông qua hệ thống Agribank để thanh toán. Dịch vụ này thì bên quán mình sử dụng được khoảng 6 tháng rồi. Phản hồi của khách rất là tốt, khách rất là thích sử dụng cái chương trình thanh toán qua thẻ qua QR code, bởi vì thứ nhất là nó tiện lợi, nó nhanh chóng trong quá trình thao tác cũng như ship đơn giao nước thì không phải đợi tiền thối hoặc là bị thiếu tiền đổi tiền rất là nhiều lắm. Thì hiện nay cái lượng sử dụng dịch vụ này nó cũng tăng lên khoảng 3-40% so với lúc trước. Ngoài ra, từ ngày 17 tháng 5, Agribank triển khai chương trình khuyến mãi miễn phí chuyển tiền trong nước đối với các khách hàng, tổ chức, cá nhân có tài khoản thanh toán tại Agribank. Cụ thể, miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank trên tất cả các kênh thanh toán tại quầy ATM, e-mobile banking, SMS banking, Bank Plus. Miễn phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống Agribank trên kênh ngân hàng điện tử. Dịch vụ Internet Banking thì tôi dùng cũng được khoảng trong vòng 5 năm. Cái gói chuyển tiền được miễn phí này, bình thường là mình chuyển tiền sẽ mất phí. Nhất là chuyển tiền đi ngân hàng này. Tôi thì tôi chỉ hay chuyển tiền ngoài ngân hàng lắm. Thì tôi thấy là cái gói đó là tôi nhận được nhiều lợi ích từ ngân hàng, được cảm thấy là ngân hàng cũng quan tâm tới khách hàng nhiều hơn. Thời gian qua, Agribank đã triển khai nhiều chương trình để thu hút, khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng điện tử. Theo đánh giá, tốc độ khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử qua hệ thống Agribank Kon Tum ngày càng tăng, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Cụ thể, trong năm 2019, trong tổng số khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank, chỉ có khoảng 20% số lượng khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, đến năm 2020, số lượng này là gần 70.000 tài khoản, đạt trên 40%. Chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều chương trình để có tạo điều kiện là khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Ví dụ như khách hàng có sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank thì khách hàng được miễn phí chuyển tiền cùng vào các hệ thống. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tăng cường sử dụng, đưa lên những cái giao dịch tiện ích trên các cái dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt là phù hợp với lượng khách hàng cá nhân. Đặc biệt mà nếu khách hàng có lượng tiền nhàn rỗi thì chúng ta cũng có thể tự làm cái giao dịch, đó là gửi tiết kiệm online. Và với lãi suất tiết kiệm đó thì nó cũng không khác gì so với chúng ta đến tại ngân hàng gửi dịch. Hiện nay, đa số người dân đều sử dụng điện thoại thông minh nên dễ dàng thanh toán giao dịch trên hệ thống ngân hàng điện tử. Và nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng rõ rệt trong đời sống thường ngày. Từ những đơn hàng nhỏ, lẻ cho đến những đơn hàng giao dịch có giá trị lớn, chỉ cần một thao tác đơn giản sẽ được thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi. Cùng với đó, hưởng ứng ngày không tiền mặt 16 tháng 6 hàng năm, Agribank Kon Tum tiếp tục mở rộng các dịch vụ giao dịch điện tử, góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân trong tương lai.